Xin chào các bạn, mình là Du, lập trình viên. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về mã hóa, tiếng Anh gọi là encryption, dưới góc nhìn của một back-end engineer, giúp các bạn dễ dàng áp dụng vào trong công việc hàng ngày. Mã hóa là một phương pháp để biến thông tin, có thể là phim ảnh, văn bản hoặc là hình ảnh, từ định dạng bình thường sang dạng thông tin không thể hiểu được nếu như chúng ta không có phương tiện để giải mã nó. Mã hóa giúp cho chúng ta đảm bảo được tính riêng tư và bảo mật của dữ liệu, tránh bị đánh cắp thông tin hoặc là giả dạng thông tin từ người lạ, nhất là các thông tin đặc biệt quan trọng. Thuật ngữ mã hóa trước khi được sử dụng trong khoa học máy tính đã được con người áp dụng rộng rãi, phổ biến trong nhiều mặt của đời sống hàng ngày khi con người muốn bảo mật thông tin với người lạ. Ví dụ như chủ nhà sẽ không muốn cho một người lạ đột nhập vào ngôi nhà của mình mà không có sự cho phép, nên chủ nhà sẽ phải lắp thêm một cái lớp cửa an ninh và chỉ được mở bằng một loại chìa khóa duy nhất. Loại chìa khóa này sẽ chỉ có chủ nhà và người thân ở trong gia đình sở hữu được, nên người lạ không có chìa khóa sẽ không thể đột nhập vào ngôi nhà đó được. Trong khoa học máy tính thì dữ liệu mà chúng ta cần phải mã hóa cũng rất đa dạng. Nó có thể là văn bản, là hình ảnh, là video hay là những dữ liệu chuyên biệt nào đó. Ở đây thì mình sẽ có một văn bản ngôn ngữ tự nhiên. Mình sẽ sử dụng một chìa khóa số và tiến hành mã hóa văn bản này. Kết quả nhận được là một dạng mật mã mà người thường không thể nắm được nội dung. Chi tiết cách thức hoạt động của quá trình mã hóa phụ thuộc vào thuật toán mã hóa mà chúng ta sử dụng. Trong video này thì mình sẽ không đi cụ thể cách thức hoạt động của các thuật toán. Bây giờ chúng ta sẽ gửi văn bản đã mã hóa đến cho người mà chúng ta muốn, đồng thời cung cấp cho họ một cái chìa khóa số dùng để giải mã. Sau khi giải mã xong thì văn bản đã trở lại như ban đầu và người nhận có thể tiếp nhận được thông điệp mà chúng ta muốn gửi đi. Quá trình này được tiếp diễn trong cái quá trình giao tiếp giữa hai người và đảm bảo không rò rỉ thông tin cho người thứ ba. Có hai nhóm thuật toán mã hóa thường được sử dụng. Nhóm đầu tiên là nhóm thuật toán mã hóa đối xứng, tiếng Anh chúng ta gọi là Symmetric Encryption. Một số thuật toán phổ biến ở trong nhóm này gồm có AES, QFIS, Serpent, DES. Mặc dù chúng có cách cài đặt và thuật toán khác nhau, nhưng có một điểm chung trong cơ chế của các thuật toán trong nhóm mã hóa đối xứng, đó là chúng ta có một ví dụ minh họa, hai người A và B đang muốn giao tiếp với nhau. Trước khi bắt đầu giao tiếp, các thuật toán này sẽ sinh ra một cái chìa khóa số màu vàng cho người A. Sau đó người A sẽ gửi sao chép chìa khóa này và gửi sang cho người B. Lúc này, cả hai người A và B đều giữ cùng một cái chìa khóa màu vàng tương tự nhau. Mục đích của cái chìa khóa màu vàng này nhằm giúp mã hóa dữ liệu trước khi chuyển đi và giải mã dữ liệu khi nhận về. Khi cả A và B đều có chìa khóa vàng, lúc này A muốn nói hello với B, thì cái chuỗi hello sẽ được mã hóa bằng cái chìa khóa vàng thành một cái chuỗi mã hóa. Chuỗi mã hóa này sẽ gửi cho B trên đường truyền. Khi B nhận được chuỗi mã hóa thì P sẽ sử dụng chìa khóa vàng để giải mã và hiểu được nội dung. Quá trình này sẽ được lặp lại tương tự cho B khi gửi tin nhắn đến A. Điểm hạn chế lớn của cái nhóm giải thuật đối xứng đó là khi A chuyển chìa khóa vàng cho B trên đường truyền, thông tin về chìa khóa là hoàn toàn không được mã hóa. Lúc này, trường hợp xuất hiện C theo dõi trên đường truyền và đánh cắp được chìa khóa vàng. Như vậy thì tất cả các liên lạc giữa A và B về sau đều được C giải mã và đánh cắp. Đồng thời C cũng có thể giả mạo A hoặc là B để gửi tin giả mạo cho bên còn lại. Hạn chế này được khắc phục trong nhóm giải thuật mã hóa thứ hai, gọi là nhóm giải thuật mã hóa bất đối xứng, tiếng Anh chúng ta gọi là Asymmetric Encryption. Một số giải thuật phổ biến trong nhóm này gồm có RSA, Diffie-Hellman, EI-Gamma.
Mặc dù chúng có cách cài đặt và thuật toán khác nhau, nhưng có một điểm chung trong cơ chế của các thuật toán trong nhóm mã hóa đối xứng, bất đối xứng, đó là chúng ta có một minh họa gồm có hai người A và B đang muốn giao tiếp với nhau. Trước khi bắt đầu giao tiếp, các thuật toán này sẽ sinh ra hai chìa khóa số cho người A. Một chìa khóa màu đỏ chỉ dùng để mã hóa dữ liệu, người ta gọi là public key. Một chìa khóa màu xanh chỉ có thể dùng để giải mã dữ liệu được mã hóa từ chìa khóa màu đỏ, người ta gọi đó là private key. Lúc này A sẽ gửi cái chìa khóa màu đỏ cho B qua đường truyền mà không lo có ai đó đánh cắp được nó, bởi vì người đánh cắp chỉ có thể dùng chìa khóa này để mã hóa dữ liệu mà thôi, chứ không thể giải mã và xem nội dung bên trong được. Sau khi B nhận được chìa khóa màu đỏ, B muốn gửi tin nhắn cho A, thì B sẽ dùng cái chìa khóa màu đỏ để mã hóa dữ liệu trước khi gửi đi. Khi A nhận được dữ liệu đã mã hóa, A sẽ dùng cái chìa khóa màu xanh để giải mã và nắm được nội dung mà B muốn truyền đạt. Quá trình này lặp lại tương tự khi A muốn gửi tin nhắn cho B, thì trước hết B phải sinh ra hai cái chìa khóa mã hóa và giải mã của mình, sau đó gửi cái chìa khóa dùng để mã hóa cho A, để A gửi tin nhắn mã hóa cho B. Chúng ta so sánh về ưu và nhược điểm của cả hai nhóm giải thuật. Nhóm mã hóa đối xứng về mặt ưu điểm có tốc độ mã hóa và giải mã nhanh, phù hợp và hiệu quả cho cái tập dữ liệu lớn. Về nhược điểm thì rất khó để mà chúng ta có thể vận chuyển chìa khóa trên đường truyền một cách bảo mật. Về nhóm mã hóa bất đối xứng, ưu điểm có thể vận chuyển chìa khóa public key trên đường truyền mà không lo bị đánh cắp, phù hợp với lượng thông tin truyền tải nhỏ, ví dụ như là giao thức SSH. Về nhược điểm thì tốc độ mã hóa của giải mã chậm hơn so với là nhóm mã hóa đối xứng, đặc biệt là lại kém hiệu quả cho cái tập dữ liệu lớn. Như vậy thì mình đã giới thiệu cho các bạn về hai nhóm mã hóa thông dụng là nhóm mã hóa đối xứng và nhóm mã hóa bất đối xứng. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, subscribe và chia sẻ kênh. Nếu các bạn có thắc mắc, đóng góp ý kiến thì vui lòng ghi lại ở phần bình luận ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.